nó lời. Đó, mướp này đang thu hoạch 15.000 ký. Có hai loại này, loại này loại ngắn với loại trái dài, còn là mướp hương hết, ăn nấu canh rất là ngọt, một súp cũng ngọt luôn. 15.000 ký thôi. Thôi trái này đó cắt sau. Ngồi chừng quá. Nè, 15.000 ký mà vô nha cả nhà. Ừ. Rồi, nó nhớt luôn. Không biết được lấy đâu. Cái nằm trên vàng nó không vòng vòng luôn. Nước nó mới bắt đầu cho trái à, trái đây gai à, chưa có nhiều. Khoảng nửa tháng nữa trái nó có nhiều. Nấu canh cua là cái dớt luôn nha, quán này nấu canh cua là nó ngọt, nước cũng rất là ngọt luôn mà thơm. Cua đồng mình á, tay ra đâm mình lấy thịt nấu. Cái này nó nằm trên vàng nó hơi bị cong, cái nào nằm nó thọt dưới dưới nó thẳng.
sao cắt đây. Dàn cá bự cho bá nữa nè. Ôi, mỗi lần cắt phải gọi gì nè, mệt quá. Nằm trên vàng nè. Nhìn mà thấy nó là nó dễ lâu rồi già luôn. Lên thu hoạch được vua nè, cái này chắc khoảng gần 3 kg á, còn vua còn cắt nữa, còn cắt mới nữa. Thẳng như mấy cái này ngon nè, hay phẳng bằng.